Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt em của mình. Thì như các bạn biết là trên cái app Star Network nó có chế độ là đặt cược các bạn nha. Đặt cược. Rồi, bây giờ mình mở cái app Star lên này để cho nó dễ hiểu các bạn. Đó, thì mình đã đặt cược 70.000 các bạn ha 70.000 và đã hết à, hạn đặt cược là 6 tháng các bạn và nó đã trả lãi về nha thì ở đây mình lưu ý cho các bạn là nó trả về khoảng cả gốc lẫn lãi tầm khoảng 3 đến 4 ngày các bạn sau khi mà hết hạn ha hết hạn cái phần mà đặt cược á thì à, như các bạn nhìn ở đây thì nó trả cho mình cái lãi về là 10.500 các bạn là 70.000 nha đặt cược trong vòng 6 tháng đó thì và số dư hiện tại bây giờ là 97.000 ha thì mình sẽ tiếp tục đặt cược các bạn bởi vì á nó cho nó cho chúng ta được quyền đặt cược là tổng cộng là 100.000 các bạn tức là mắc á tức là maximum á là 100.000 cho nên là ở đây mình còn hai cái gói đặt cược là 30.000 các bạn thì mình sẽ tiếp tục đặt cược thêm 70.000 nữa để cho nó đủ 100.000 ha. Thì cái mục đích đặt cược này rất hay các bạn. Thứ nhất là các bạn được lấy lãi sau một khoảng thời gian ha. Thì thời gian nó quy định là 6 tháng, 10 tháng hay 6 tháng, 1 năm hay là 3 năm hay là hay là 30 ngày gì đó ha thì chúng ta hãy mở lại chúng ta xem. Thì cái mục đích của video này là hướng dẫn các bạn cách đặt cược để các bạn lỡ trường hợp các bạn chống hắt cũng được nữa chứ nhiều quá thì rất là nguy hiểm nha. Rồi thì ở đây đây là thu nhập thụ động tức là còn hai gói đặt cược nè một gói 20 ngàn một gói 10 ngàn nè bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt cược thêm 180 ngày đó tức là 6 tháng các bạn thì lãi suất của nó là 30 phần trăm một năm nha và mình sẽ đặt cược là 70 ngàn nữa các bạn đó thì mình sẽ kích vô đây đó cho nên là các bạn nào mình khuyên mà các bạn đang có star đó thì các bạn nên đặt cược đi để chúng ta chờ lên giá các bạn chờ lên sàn các bạn ha bởi vì là mình đã làm cho các bạn có video về cái việc mà KIC toàn cầu rồi thì đã bắt đầu từ tháng 11 năm 2021 rồi và đến tháng 12 là theo đúng cái sách trắng của nó chính là lên sàn đó thì chúng ta hãy chờ cái cái điều này nha còn bây giờ thì chúng ta thực hiện cái việc đặt cược để mà lấy lãi các bạn ha à, ha rồi bây giờ để đặt cược lấy lãi thì mình sẽ chọn cái gói là 180 ngày các bạn lãi suất 30 phần trăm một năm thì mình kích vào đây rồi thì mình có hiện bây giờ có khả dụng là 97 ngàn ha 97 ngàn Thì mình sẽ đặt cược Để xem là nó ghi tối đa các bạn nhiều quá Thì mình đặt cược là khoảng 80 ngàn đi Thử xem như thế nào nha Nè à, Giới hạn tiền khóa nè Giới hạn giới hạn số tiền đã khóa nè Là tối thiểu là 1 star và tối đa là 100 ngàn star các bạn nha rồi thì mình sẽ gõ vô đây là 80 ngàn đi Coi như là Xem là nó chịu hay không Tại vì mình đã có gói là 20 ngàn với lại 10 ngàn là 30 ngàn các bạn Thì uh, cao nhất là của mình khoảng 70 ngàn đó thôi Thì mình có thể là mình gõ 80 ngàn một lần có thể được các bạn Hên thôi nha Không biết là được hay không Rồi Bây giờ khi mà gõ 80 ngàn rồi Sau đó có bấm vào xác nhận các bạn ha Nè Nó ước tính nè các bạn ước tính lãi suất sau 6 tháng là mình sẽ được 12.000 nữa ha. Rồi bấm xác nhận các bạn, bấm xác nhận ha. Đó, bạn đã là cược star thành công, bấm hoàn thành. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy có một cái gói là 80 80.000 ha. 80.000 và bắt đầu, bắt đầu ngày mai nó mới tính các bạn chứ bên nó không tính đâu. Ngày mai nó bắt đầu nó tính, ngày mai nó mới bắt đầu tính ngày thứ nhất nha. Đó, cho nên là uh, chúng ta thấy uh, tổng cộng là số đặt cược của mình là 110 000 ha. Thì uh, có lúc có lúc uh, mình uh, chọn như thế này thì được, có lúc thì uh, mình chọn nó đủ mát là 100 000 thôi các bạn. Cái này thì không biết như thế nào. Thì mình đã gặp hai lần rồi. Lần thứ nhất thì mình cũng có vượt qua 100 000 cũng được có lần thì mình lại thử nó không vượt qua được 100 ngàn các bạn cho nên là mình đặt 70 ngàn á rồi đó thì cách đặt cược như vậy ha rồi cho nên là số dư còn lại của mình chỉ còn ở lại là 17 ngàn trên số dư thực tế thôi và mình không đặt cược được nữa chứ được cược nữa là mình cũng đặt rồi đó và hiện giờ tổng số đặt cược của mình là 110 ngàn đó 110 ngàn này trong vòng 6 tháng các bạn cho nên là an tâm ha, an tâm hơn bởi vì chúng ta đặt cược rồi thì đâu có thể chuyển đi đâu được chúng ta giữ được cái số star À. đó còn còn cái này là cái cái lịch sử thôi những bạn này thích gửi cho mình à, không 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 chơi cho vui chứ là test đó các bạn không sao đâu nha rồi thì cái cách đăng ký star network ở trong mô tả video hoặc bình đầu tiên nha các bạn thấy các bạn hãy đặt à, à, đăng ký đi các bạn à, và theo sách trắng thì tháng 12 này nó lên sàn và cũng có thông tin là à, khi mà lúc trước đó, mình làm cái video cho các bạn đó, thì trên cái trang đi quay nó cũng đưa tin là À, Star tức là Binance chú ý tới Star có khả năng là lít trên sàn Binance cái đó thì không tin như vậy thôi để các bạn tham khảo thôi nha chứ còn chính xác thì thì không có ha còn bạn nào thì đang đang chưa có app nào đào ngon lành thì hãy đào app này còn bạn nào bảo là cái app này scam này nọ không làm thì thôi các bạn không làm thì thôi để người khác làm vậy thôi rất đơn giản tất cả đều miễn phí mà rồi khi mà các bạn đăng ký vào thì các bạn nhớ mỗi ngày các bạn 12 tiếng đồng hồ sau các bạn bấm vào cái nút này này để tăng cái tốc độ đào đó các bạn ha. Rồi và nhớ rút clip ra. Rút clip ra là cái cái, cái cái cái, yêu cầu quan trọng nhất để các bạn được KIC. Bởi vì khi các bạn rút được clip ra nó sẽ hiện cái chữ chúc mừng ha thì các bạn có một cái suất KIC. Còn các bạn mà rút ra được mà các bạn đã KIC rồi á thì các bạn có thể chuyển cái con clip ra này cho người khác bằng cách là bán hay cho hay tặng gì đó ha hoặc là các bạn để dành để các bạn chuyển số dư danh nghĩa thành số dư thực tế số dư thực tế có nghĩa là số dư mà các bạn có thể sử dụng được số dư danh nghĩa có nghĩa là khi các bạn đào ra ví dụ các bạn tuyển được 10 rep đi mà trong đó có 5 rep đào đào liên tục còn 5 rep bỏ thì 5 rep đó vậy có nghĩa là cái số dư danh nghĩa là tổng cộng của 10 rep nhưng mà số dư thực tế có nghĩa là số dư mà chỉ chuyển được À, cho 5 cái rép mà đào liên tục các bạn ha có nghĩa là giống như là 5 cái rép mà được KIC đó còn 5 cái rép còn lại không được KIC thì 5 cái rép được KIC sẽ chuyển cho các bạn số dư hoa hồng đó thì đó là số dư thực tế còn số dư danh nghĩa là tổng cộng ha nó gồm có à, nó gồm có những cái rép mà bỏ đi á cũng có cũng có trong danh nghĩa nhưng mà cái số đó đâu có được tại vì họ không cây xe thì mình không có được hưởng cái phần hoa hồng nha hoa hồng các bạn nha hoa hồng chỉ có 25% phần các bạn rất ít nha chứ không có nhiều đâu rồi. Cho nên là cái việc rút clip ra là quan trọng nhất các bạn nha. Và không có cái vụ mà KIC Mas, KIC toàn cầu các bạn, tức là KIC to... KIC diện rộng đó, không có đâu, nó đang trả cái clip ra dần dần đó. Và ai hên thì bóc được clip ra thì KIC thôi. Thì có nhiều bạn hỏi thế này các bạn. Có nhiều bạn hỏi là Tại sao bất công, có nhiều người thì rút được không được clip ra? rút biết bao nhiêu lần không được có người thì rút được hai ba lần hay cái đó tùy đó các bạn cái đó là do cái app nó 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 đặt cái tiêu chí gì đó ha và nó cho còn các bạn thắc mắc như vậy thì không ai giải thích được đâu thì phải có người không được gì còn còn phải có người được nhiều đó nó phải vậy để các bạn các những cái người mà không được gì các bạn ráng lên các bạn cố gắng lên thì sau này các bạn được nhiều chứ các bạn ngồi trách móc thì đâu có biết làm sao các bạn không ai giải thích được cái này là do cái app nó đặt ra còn các bạn muốn đặt đọc kỹ cái vấn đề mà đưa tại sao rút được clip ra các bạn có thể đi vào sách trắng của nó cái phần 5 đó, các bạn đọc phần 4 phần 5 á các bạn đọc ha rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách đặt cược là như vậy nha bạn nào chưa biết thì làm còn các bạn nào mà để dành để bán thì tùy các bạn thôi mà mình nghĩ là các bạn nên đặt cược đi đặt cược 6 tháng trở lên á đừng có ít quá tháng làm gì 6 tháng ha đặt cược 6 tháng thì uh cho nó giữ cái cái phần star lại còn các bạn nào để dành bán thì bán tùy các bạn thôi bởi vì bán này có mấy trăm đồng mà làm gì cho nên là chủ yếu là đặt cược nhiều bạn thì hỏi cách đặt cược như thế nào thì bây giờ mình đã chỉ rồi các bạn làm theo là được nha các bạn nha ngoài ra thì các bạn có thể khám phá thì cái phần ấu vô này các bạn để các bạn có thể kiếm thêm tiền nha tiền ở trong ấu vô này các bạn hãy rút ra luôn á Ví dụ ở đây á. Ví dụ ở đây mình có là 2230 2 uh, mươi 23 đô các bạn, có thể rút ra được nha. Đây nè, rút tiền nè. Có thể rút vào được nha các bạn, có thể chơi game rút vào được nha. Đây, rút thì có thể là các bạn chuyển sang là star Token canh tức là cái phần mà star đang đào của các bạn. Hoặc là các bạn rút về Bitcoin cũng được, có thể rút về USDT cũng được. Nhưng mà các bạn lưu ý nè, ở đây á Star Tốc Canh này để một đô các bạn nha. Một đô đấy chứ không đơn giản đâu. Star Tốc Canh tức là không canh Star các bạn đang đào á là đang định giá ước tính là một đô đó các bạn là ghi sẵn lên áp luôn rồi đó chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên là các bạn bỏ qua cái này rất ổn nha. Còn cái cái Star của Star Go á, Star mà các bạn chơi ấu này á chỉ là 1000 Star mới được có một đô thôi nha. Đó cho nên là các bạn hãy tranh thủ đăng ký đi các bạn Còn bạn nào mà chưa bật Star lên đào thì các bạn lập tức đặt bật đào đi Bởi vì các bạn đào thường xuyên á Thì dễ dàng rút clip ra hơn à, Chứ không phải là, là Các bạn lười mà được rút clip ra đâu Mà siêng năng đào mới được rút nha Rồi thì các bạn hãy tranh thủ đăng ký cái Star này đào các bạn Bởi vì á khi mà đạt đến 10 triệu người thì nó giảm tốc độ nha. Hiện bây giờ là 4 phút mấy rồi và cứ một tuần là nó lên 100 ngàn hành viên đó các bạn các bạn biết như vậy là biết rồi rất nhanh nha đó đó mình giới thiệu sơ cho các bạn cái app như vậy để các bạn hiểu rằng cái app này nó cũng phát triển nhanh nhanh lắm tốc độ rất nhanh nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu như các bạn chưa đăng ký cái tài khoản Star Network này thì các bạn đi vào mô tả video đăng ký các bạn mã thiệu của mình vẫn là Picasso ra màn hình các bạn nha và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên trên YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để khi mình có thông tin mới cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi nhé. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại video sau.